bạn căng bây giờ ha. Đại lộ Phạm Văn Đồng hả? Cái này có chung cư rất là lớn. Giờ hôm nay sẽ nắng ấm nên mình quay một chút nha. Rồi, chúc cả nhà ngày cuối tuần vui vẻ. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ đi ra Phạm Văn Đồng và đi Bình Dương nha. Đi Dĩ An Bình Dương. Rồi đây hướng này là từ Kha Bạn Căng ra Phạm Văn Đồng. Thank you.
nha các mọi người ơi. Rồi bây giờ thỉnh thoảng có những cái chiếc xe rào á khoảng hai con đường sáng quá ha, công viên căn cứ này đẹp quá. Trên quốc lộ 1K nó có hai trạm thu phí, trạm thu phí vào thành phố Dĩ An và có trạm thu phí vào
khó ăn, nhưng mà ở dưới bỏ chưa thì mình chưa biết. Rồi đây là vườn Đông Hòa ha. Rồi vào mùa hè thì đi mà thấy những cái phượng nở rất là đẹp. Ở đâu cũng ha. Mình bỏ ra tiếng ve. Nhưng mà giờ tiếng xe thì nó át tiếng ve rồi, đồ cái phượng đẹp quá. Phượng này ha. Rồi chung cư này mới xây ha. Decon gì ha, Decon Plaza. Là một con đường cong cũng nhìn rất là đẹp. À, ngay cái chỗ tăng tăng này nè, đó nếu bạn chạy vô khoảng 300 thước rồi bạn rẽ phải lên ha, thì có một con đường đặt mấy cái tượng Nguyễn Du rồi Đoàn Thị Điểm gì đó, à, để đi vào làng Đại Quốc Gia. À, người ta gọi là đường Thống Nhất á, ha. À, chạy vô bây giờ đang làm nha, hồi xưa thì nó nhỏ hơn, bây giờ làm thấy to ra đó. Đường lộ này đi vào thì nó hình như nó có hồ nước. Rồi bây giờ mình dừng clip đây nha.